Hôm nay là lễ hội hóa trang, những cái đồ mà mình tự sáng chế, mình mới sáng chế được một vài cái đồ vui lắm. Mình dùng cái cây này nè, mình cắm nó xuống cái đất á, cái nó nhìn này đẹp không các bạn? Mình cũng làm rất là nhiều, mình muốn cho các bạn xem nè. Ngay bây giờ luôn nha. Cái này để dành cho ba mình. Cái này là của cơm chứa Teresa. Nhưng mình sẽ bỏ cái nơi này đi. Tiếp theo nha. I love you. Mình rất yêu các bạn. Vậy sao mình rất thích cái mái tóc này? Mái tóc này mình sẽ dùng cho anh hai mình. Anh hai mình thích cá tính lắm. Mình sẽ bật sang cái tiếp theo nha. Chị mình rất là thích vẽ nên mình sẽ tặng cái mũ này cho chị mình. Bây giờ mình chuyển sang mũ khác nha. Cái này là của ông mình. Ông mình á tuy là già rồi nhưng mà vẫn còn cá tính thì dễ thương lắm. Ông nội mình thích cười, chắc bộ này ông nội mình sẽ thích. Mình chuyển sang bộ khác đây. Bộ này cũng được rồi đó. Mình sẽ làm cho ông ngoại. Ngoại ngoại ơi, con yêu ngoại. Ông của mình rất dễ thương. Đặt cái này xem cho mình. Làm dễ thương đúng không các bạn? Mình chuyển sang tiếp theo đây. Chị họ của mình sẽ dành cho chị họ của mình. Cái này dành cho cậu của mình. Cậu của mình thích những bộ đồ được cảm đi cho mắt kiến dễ thương những người dài. Đây là cái mắt kiến mình muốn làm tặng cho em mình. Chắc má thích lắm đây. Cùng với cái mũ này nữa. Mình làm cái mũ này khó nữa. Nhưng mà đồ mình cũng sẽ nghĩ ra. Tiếp theo nha. Cái này mình sẽ dành tặng cho em gái của mình. Chắc em gái của mình sẽ thích lắm. Mái tóc thật là đẹp. Cái kia thật là ngon. Năm 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 năm. Mắt chí dễ thương quá. Mình chuyển sang tiếp theo đây. Một cái mắt chí mình sẽ dành cho chị mình. Dành cho ông ngoại của mình. Ông ngoại của mình. Chị gái của mình. Nhà ảo thuật gia của nhà mình. Bác ấy rất là dễ thương. Bác ấy luôn luôn làm theo mọi điều kiện của mình. Chào con gái thương yêu của ba. Mình rất yêu các bạn. I love you.
Thank you. Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.